Nướng rồi mấy đứa con lại? Hai đứa rồi. À, đứa này lớn hay nhỏ? Đứa này đứa nhỏ. Nhỏ hả? Con học lớp mấy rồi con? Không có học. Ủa sao cho nó học? Nó học cô giáo nên không nhìn nhận nó học nữa. Sao? Về. Cũng như là nó không 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 có tiếp thu được. À, không có học lớp nào luôn hết con? Có. Lớp mấy? Học lớp mấy? Lớp 1. Lớp 1. Mấy tuổi rồi? 10. Không biết chữ. Rồi ông xã em làm nghề gì? Dạ em ở trên Sài Gòn á. Rồi chạy xe ôm người quen biết em với Huyền. Chuyện tình ở bến xe miền Tây phải không? Dạ. Là ông xã là chạy xe ôm. Dạ. Còn giờ còn chạy không? Bệnh hoạn rồi không chạy được em ơi. Vậy nha. Là ông xã bao nhiêu tuổi? 65 tuổi rồi. 65. Vậy là ông xã lấy em lúc đó chắc em cũng hai mấy tuổi hả? Đúng rồi. Con 10 tuổi chắc cỡ đó đúng không? Sao cười? Em tên gì? Em tên Thế. Cái gì? Bình An. Bình An. Trời ơi đẹp quá. Mà có bao giờ mình được bình an chưa? Chưa. Đi luôn mà. Bị sạc quên từ nở nữa giờ. Vậy rồi cha mẹ mình ở gần đây không hay là ở xa? Cha em ở dưới này nè. Ở đây? Dạ. À. Ở cái nhà này là mình nhà nước hỗ trợ hay là sao em, hay là mình tự làm? Nhà này là những chồng em nó cắt cho em anh ơi. À, cắt lên là bệnh luôn rồi nè. Kiếm tiền kiếm bạc về cắt cho em ở à. Chứ không có tiền không cắt. Bữa nay có đi lượm dây chai không? Em lượm dắt chưa không ạ? À, thu nhập mỗi ngày được bao nhiêu tiền? Lượm gom nhiều mới bán được anh. À, bao nhiêu tiền? Gom nhiều rồi bán một lần vậy được bao nhiêu tiền? Gần 300-200 nè. 300-200 mà mình dạ. Mình lượm được bao nhiêu ngày mới bán được nhiêu đó? Lượm có khi nữa hả? Ồ vậy đó hả? Không mà dây chai mà nói cái tỷ lệ bán được 200-300 ngàn là không phải là cái số lượng ít. Dạ. Mình lượm về cái mình chất đóng đó. Cái này là em bị bệnh từ xưa giờ hay sao? Bị từ 6 tuổi đến giờ. À 6 tuổi đến giờ ha. Tại vì mẹ đẻ ra, mẹ bị bệnh, mẹ nói chị em nói dùm chị ruột á. Nhưng mà đất không lớn gì, em chưa trả ơn chị được. Vậy nha, à, chị nuôi mình. Nãy em nói em hai đứa con, đứa này đứa bé, còn đứa lớn á, rồi em kể cho anh Kha nghe coi đứa lớn con của ông nào, rồi có ở với em hay không, sao không nhận em. Cho anh Kha đi hả? À. Con kia nó không nhận mẹ luôn mà. Đứa lớn con có bệnh trầm trước. À. Cũng quen ở trên Sài Gòn cái chân. Thì ra là vậy, có nghĩa là con này đứa bé là con chung của chú này. Ông chú này. Dạ. Rồi đứa lớn là đâu rồi? Dạ. Đứa lớn ở bên nhà bà dì ruột ở bên. Dì ruột. Rồi ba nó đâu? Ba nó bỏ em đâu rồi. À, rồi em cũng quen ba nó ở trên bến xe nữa hả? Dạ. Trời sao chuyện tình với bến xe không vậy? Mà chỗ bến xe đó bộ kín đáo lắm sao mà hay vậy? Cũng có duyên lắm chứ bộ. Ừ. Thì bạn bè em ở tỉnh đó. À bạn bè ha. Lâu lâu lên thì nó cho tiền về xài. À. Rồi nghiệp tới giờ đứa con trai lớn không nhận mẹ luôn. À. Hồi nhỏ cấp em đẻ nó ra rồi bao 6-7 tháng rồi á. Biết gì chập chững rồi. Cái bầu kia em bỏ em đi lên Sài Gòn chị bà chị với ông ba bắt ghế ra ngoài trung tâm phải. Trung tâm gì mồ côi phải không? Trung tâm bỏ trợ gì mồ côi đó. Có bản á. Rồi em cũng ra hành bại nè. Hành nó cũng kêu bà mẹ quá hàng hoàng chứ không phải kêu. Rồi từ hồi đó như vậy nó nói em hẳn phải là mẹ đó.
À. Nó nói gì á? Là con em thằng lớn bao nhiêu tuổi? Tuổi sổ 15. 15 à, tuổi. Không nhìn mẹ luôn. Dạ. Mới vậy. Nhìn ba không? Ba nó ở ngay giờ chỗ đường gom kia. Nói chung là Sài Gòn đi. Tiền Giang. Cái này Tiền Giang. Cái này Tiền Giang rồi, chính xác. Cái này Tiền Giang. Vậy là quê Hoàng Vũ, Hoàng Vũ. Không, Hoàng Vũ Cái Bè. Dạ, cũng gần gần đó đó. Không, Cái Bè có giữ chứ đàn ông Cái Bè nó uy tín hơn. Không, Cái Bè thì ở dưới. Ừ. Mấy anh em đến đây cũng mấy lần hả? À, tôi đến đây 2 lần. Em đến lần thứ 2. Ừ. Rồi cái chân mình vậy đó, rồi cơm nước rồi giặt quần áo nó có khó khăn lắm không? Được chân anh. Được luôn ha. Em giặt giữ trong cơm nó nước vừa lần nữa ăn được chân à. Lúc gài còn bị giật không? Em mà bị giật gì? Mình ngủ quá, ngủ con dạ. Em hôm em cũng bị giật ngàn ngày nó kêu cha cha mẹ bị giật kìa. À, ủa không có ngủ chung với chồng hả? Không, từ hồi em này ra giờ em không ngủ chung. À, không ngủ chung. Sợ xanh nữa rồi nuôi không được. À, sợ xanh nữa ha. À, thì ngủ chung thôi, không làm gì thì nó có xanh. Đúng không? Nhớ mình thôi đúng không? Ngủ chung cho nó ấm áp, nhiều khi ông chú ông lớn tuổi bệnh hoạn ban đêm á, hiểu không? Hả? Không có thêm. Mà theo anh nhìn anh đoán chắc là ông chú cũng hết xíu quách rồi. Chắc ông cũng hết mệt rồi. Bỏ luôn hả chú? Bỏ cử luôn. Mực nó cũng lớn là lạc nhớt này ha. Là không là khô luôn bình luôn. Khô bình. Khô bình hả? Bởi vậy em ngủ với chú đi. Bình an. Nhiều khi chú bệnh hoạn á nha. Bình an cười. Đây em ngủ đây, ông ngủ trên đó. Lỡ có gì cũng như vậy muốn ngủ chung luôn rồi. Vậy là em ngủ trên cái giường chú ngủ, em ngủ dưới cái dáng này. Dưới đây. Ờ con chú ngủ trên giường. Dạ. Trời cái chuyện đó mới muốn xảy ra thì cũng dễ mà. Đúng không chú, mà tạm chú không muốn thôi. Mà hơi khó khăn chú quá anh ơi. Sao khó khăn? Sợ con thấy cái gì khó khăn. Không dám có màn nè. Màn thấy. Kéo màn tắt đèn lại. Rồi thằng con này trong kia. Nó bởi thằng kia, nãy ngủ trong kia nữa rồi. Cái quạt kìa. Lại có quạt có. Đi mày à. Đi dạng quá. Sao kể cho anh Kha nghe coi lúc trước tình yêu làm sao? Tình yêu làm sao tại bến xe nào? Chuyện tình rất là đẹp luôn á. Kể với mình nghe không á. Ai mà ngỏ tình với ai trước kể cho anh Kha nghe coi. Hai tỏ tình. Rồi tình cờ sao mà gặp nhau? Thế mỗi bạn em kêu mộng chú kêu chú sưng con đúng không? Rồi cái chú tỏ tình em hay là em tỏ tình chú? Em quen biết nhau chậm không dễ thì cái bằng anh không lúc mà nói tiếng yêu kìa thì mình uống nước chuyện sáng chưa rồi quá. Ngủ đi ăn đi uống rồi. Nãy nọ bây giờ dẫn về nhà luôn. Dẫn về nhà luôn hả? Là dẫn về nhà mới lò nhỏ ra phải không? Dẫn về nhà gặp cha mẹ quá. Bây giờ mới chịu làm vợ. Mà lúc đó là còn xưng chú mà là xưng anh. Thì dẫn về nhà kêu ba bây giờ ông nội không chịu con gì vậy á, ba chứ ơi cái sao bây giờ đúng không chưa biết sao bây giờ hả? Phải vậy không chú? Phải vậy không? Lúc đó là gạo thành cơm chưa? Chưa. Không, vậy là lúc đó là gặp Bình An ở ngoài bến xe, xong Bình An mới dẫn chú về quê hả? Rồi từ lúc mà về quê từ đó về sau á là không còn chú nữa mà anh phải không? Chứ bằng anh ngọt chết nha. Trời ơi, ngọt chết à ơi. Ngọt dữ không? Như trước kia hai vợ chuyện
Hỏi em nói gì yêu qua tàn gì anh quên cái câu đó rồi, nó là trên Kha nghe đó, người nói yêu qua đừng để qua tàn nghe anh, yêu bạn đừng để bạn tàn, như qua là chết nha. Nghe quá luôn, dữ quá dữ. Nói chung Bình An rất là vui, rất là hài hước luôn. Bây giờ anh hỏi Bình An này ha, à, lúc trước mà lúc mà hai người quen nhau á, là lúc đó là chú rất là giỏi làm để kiếm tiền phải không? Còn bây giờ là chú không có đi đứng được nè, chú nằm một, chú ngồi một chỗ luôn đó. Rồi bây giờ em là gánh vác cả gia đình, con em rồi chú nữa là chồng em đó. Em thấy em có hối hận mà khi thương chú không? Không hối hận được anh, tại vì anh suy nghĩ là thật, anh nói đúng nói sai. Ừ. Chồng mình nói mần. Ừ. Mình có bà lui với chồng mình rồi. Ừ. Thì ở nhà lo cho con cái. Ừ. Thì mình lo cho con cái, chồng mình nó gửi tiền về cho mình cắt nhà cửa ở. Ừ. Có nhà cửa ở rồi. Ừ. Thì vui là anh. Ừ. Mặc dù chồng bệnh bạn thì mình cố gắng mình làm cho có làm tiền ăn hàng ngày. Ừ, ý anh hỏi là sau này nè, hồi lúc đó là chú làm kiếm tiền để em làm cho gia đình mình có cái nhà ở. Dạ. À, lúc đó là thương chồng, còn dạ. Bây giờ là chú không có làm ra tiền mà chú ngồi một chỗ này, em thương chồng không? Cũng thương chú không? Để bụng mà nghe cũng vẫn thương nghe. Dạ. À, có khi nào mà tỏ tình với anh không? Hả? Sao tỏ tình, không tỏ tình cũng chú ông đâu, ông cứ nghĩ là tại chắc là nhiều khi em ngồi nói chuyện cho ông nghe đâu quá an hoàng chứ em không khơi khơi. À, thì không có nói khơi khơi, ý nữa là tỏ tình giống như là mình nói để tiếng thương yêu cho chồng mình đỡ tủi thân, là tại vì ông chú giờ không có đi được, em hiểu không? Thì em ngồi em nói chuyện nói anh sao nói như vậy à, anh à anh bệnh, anh cố gắng ăn uống vô cho khỏe cho mình anh. Ừ. Uống thuốc vô là nọ. Nếu anh không ăn rồi lại anh bệnh anh ngã xuống anh chết rồi. Em ôm con rồi tiền em lo cho con em. À. Tội nghiệp em lắm anh ơi. Trời ơi thương nha. Rồi bây giờ nè, bây giờ chú cũng đâu làm ra tiền đâu. Biết rằng là không làm ra tiền. À, mình nói để an ủi chồng nha. Dạ. À. Thương chồng ghê chưa? Dạ hung chồng miếng coi. nói không mà chứ không phải giờ không có thấy gì chứ không chồng sức này à, bên Kha này sức này có lý nè. Anh lên mấy lần cũng lên sức chỗ này ta, tại vì mình nói không bây giờ mình phải hành động không, chứ không anh chú một miếng đi không dễ thì không dễ không có đúng rồi. Bây giờ em đây bây giờ làm sao, bây giờ em hung anh hay là con hung chú giờ? Em hung anh chứ con hung chú rồi vậy không đi anh liền. Cho cô chú quý tình cảm vợ chồng cái này chỉ chọc Bình An thôi nghe quý vị. Thì Bình An cũng đã tâm sự lúc trước, hồi lúc mà mới biết chú cũng kêu chú và xưng con, rồi lúc mà yêu nhau rồi mới là anh em. Em cho anh một câu thôi à, rồi để bụng mà kiếm người khác. Để bụng bự cái người khác sao ta? Dạ đọc câu thơ coi. Câu thơ cho mấy anh nghe coi. Người ta lớp một trang giấy trắng, em kết thành đôi bạn. Ừ. Bức mực này xin gửi anh người chưa quen. Ừ. Khi nay ở sẵn sàng đón nhận. Ừ. Cho em có bạn tâm tình hỷ chung. Hay quá. Hay quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Tặng anh chồng đúng không liền? Tặng anh chồng đúng không liền? Ờ, hung chú anh cái đi. Dạ. Ờ, hung cả đi. Được không? Được. Sao? Thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Chồng con mình ôm mình. Đúng rồi, chồng mình bình thường. Ờ, đúng rồi. Rồi Tết cũng sắp đến rồi, mình có chuẩn bị đón Tết chưa em? Chưa anh. Tại sao? Tại vì tới lãnh lương em mới nói Tết rồi. À, ủa mình lãnh lương gì? Hỗ trợ của nhà nước mình tập. À vậy hả, lãnh là mỗi một tháng được bao nhiêu? Mỗi lần hát được trăm mấy, 200 ngàn à. À.
rồi từ từ lớn ra 1,5 triệu. À, rồi hiện tại là 1,5 triệu một tháng. Dạ. À, 1,5 triệu một tháng như vậy là mình rút nó ra để mình chuẩn bị Tết là cũng đủ ha. À. À, tưởng nói em gửi lại chị Trang gì chứ, gửi lại thì em nhận lại nha. Có gửi lại không là lấy luôn. Hả? Vui không? 2 triệu đó em lấy đụm da chai khoảng biết mấy nhiêu tháng nữa? Lâu ạ. À? Khoảng bao lâu mới có được 2 triệu đó? Lâu. Ủa cái gì cơ? Tại vì em lông đi nhiều mới bán được ra. Mà bây giờ này chị Trang gửi 2 triệu vui không? Vui. À, nếu nói là buồn thì trả lại. Chúc cho chị Trang năm mới an khang thịnh vượng ơi. Ừ. Mà ngăn hết tại hai chứ ngoài ơi không có gì hơn. Trời ơi câu đó quá hay rồi. Cái câu đó là ăn đứt sạp rồi đó. Không câu sạp của độc quyền à. Sao chú cảm nhận chú ngày hôm nay những anh em là làm được nhịp cầu vậy chú con chú? Hôm nay như là nhà các cháu làm cái nhịp cầu này cho gia đình chú thì chú rất là mừng. Dạ. Cũng như là cảm ơn Mạnh Thường Quân, cô Trang bên Na Uy. Na Uy. Dạ. Giúp đỡ cho cái hoàn cảnh khó khăn của chú. Thì đây không còn gì hơn là nỗi vui mừng hơn nữa. Còn như là năm mới, chúc gia đình cô Trang bên Na Uy có sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước, thì ra thì giọt như nước giọt cà phê vỗ nhỏ xuống thôi. Dạ, cà phê đen. Đó. Vậy còn không có gì hơn là cũng như là đầu năm Tết Tây thì cũng chúc ba em được thuận lộ bình an, làm những gọi là những clip hay hơn, đến với những kỳ bào hay là những cổ đồng mạng, cổ đồng mạng đó, chứ chỉ có là nói như vậy thôi. Yeah. Rồi một lần nữa thì Minh Kha thay mặt gia đình bình an rất là cảm ơn Trang ở Na Uy đã tặng 2 triệu đối với bình an quý lắm. Yeah. Vì nghe bình an kể là hai làm cả nửa tháng, đi lượm dây da cả nửa tháng mà bán được 200-300 ngàn thôi. Dạ. Số tiền này 2 triệu này nếu mà đi lượm dây chai mà bán chắc cả năm. Đúng rồi. Cả năm. Rồi gia đình bình an cũng rất là vui. Rồi xin cảm ơn Trang rất là nhiều. Rồi. Em chúc bà anh tết tay à, rồi chúc rồi. Cảm ơn bình an nha. Rồi chúc gia đình chú năm mới sức khỏe bình an. Lúc nào công việc cũng thuận lợi cho chú. Qua năm thì bước sang năm mới rồi, qua năm mình sẽ có công việc nó tốt hơn. Hy vọng thì bình an không còn đi lụm dây chai nữa mà mở chủ tiệm bột sòn nha. Tại mình có quyền mơ ước mà, phải không bình an? Em ngày nào em cũng đi chứ anh. Qua Tết là em đi chủ mở tiệm chủ hộp sòn nha. Cười. Cho nó hên, em nói vậy cho nó hên, nhiều khi nói vậy mà chúng thiệt luôn á. Nhiều khi hên thì chúng hên sao? Lại vì người ta mua số rồi chúng còn bắt hay sao? Ai biết được. Ai biết được. Rồi vậy đi ha. Dạ. Rồi, thôi mình cũng về cũng tối rồi.